Hi everyone, how are you today? Imagine that you are in a new class, sitting with people around you. Thì bây giờ mình thử tưởng tượng là mình đang vào một cái lớp học mới và mình đang ngồi bên cạnh các bạn hoàn toàn mới luôn. So, what will you say firstly? Vậy thì đầu tiên các bạn sẽ nói gì để mà mình có thể làm quen với các bạn mới đó nào? Ok, so bài hôm nay mình sẽ học về Nice to meet you. Ok, so usually native speakers, they will say, người bản xứ họ sẽ nói là Hi, I'm Yung, nice to meet you. Xin chào, mình là Yung, rất vui được gặp bạn. Vậy thì đầu tiên mình phải nói một câu chào hỏi trước. Thì câu chào hỏi mình sẽ có hai cách sau đây. Một cách là formal và một cách là informal. Thì formal là cái cách mà có vẻ như trang trọng và lịch sự hơn đó các bạn. Thì mình sẽ có là good morning, chào buổi sáng, good afternoon, chào buổi trưa, and chào buổi tối là good evening. Ok, các bạn, repeat after me, please. Good morning, good afternoon, good evening. Lưu ý âm cuối của mình nha. Vậy thì cái cách informal là cách nào? Đơn giản lắm, mình chỉ cần nói Hi, hello. Vậy thôi. Ok, tiếp theo sau đó là các bạn sẽ giới thiệu tên của các bạn. Ví dụ tên mình là Dung, mình sẽ giới thiệu là I'm Dung. I'm Dung. Ok, repeat after me please. Các bạn chỉ cần nói I'm và sau đó thay tên của các bạn vào thôi. I'm Dung. I'm Dung. I'm Dung. Và cuối cùng là các bạn nói câu Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Các bạn nhắc lại giúp mình nhé. Nice, lưu ý nice có s. To meet, meet you. Ok, repeat after me please. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Vậy thì còn những câu nào khác mà mình đồng nghĩa với câu nice to meet you không nào? Còn các bạn ạ, thì mình sẽ có 3 câu tiêu biểu sau đây. Đó là It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nhanh lên một xíu nào. It's nice to meet you. Very good. Và cách số 2 đó là How wonderful to meet you. How wonderful to meet you. Ok, đọc nhanh lên chút xíu cho mình nhé. How wonderful to meet you. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ tới cách số 3 nào. Cách số 3 là It's my pleasure to meet you. Các bạn lưu ý cho mình. It's my pleasure. P, âm P các bạn nhé. Pleasure to meet you. Okay, repeat after me, please. It's my pleasure to meet you. It's my pleasure to meet you. Nhanh lên chút xíu nữa nào. It's my pleasure to meet you. Very good. Okay, so bây giờ mình sẽ chuyển qua một phần mới là cái phần về động từ to be. Cái này nhiều bạn cũng có thể đã biết rồi. Còn các bạn nào mình chưa biết thì hôm nay mình bắt đầu mình học luôn các bạn nhé. Ok, to be thì mình có 3 động từ chính là am, is and are. Ok, vậy thì mỗi động từ mình sẽ đi với những chủ ngữ như thế nào? Rồi, các bạn nhìn vào cái bảng sau này giúp mình nhé. I am, tôi là. Ok, you are, bạn là. He is, anh ấy là. She is, cô ấy là. It is, nó là, cái này mình dùng cho đồ vật, nói chung cái gì mà không phải là con người. We are, chúng ta là. You are, các bạn là. They are, họ là. Đó là cách nói long answer của to be. Thì bây giờ cách nói ngắn, short, thì mình sẽ nói như thế nào?
I am, mình sẽ nói là I'm. You are, you're. We are, we're. Lưu ý nha, we're. They are, they're. Lưu ý, they're. He is, his. Lưu ý, phải có giúp mình nhé. She is, she's. It is, and is.